90% người Việt sở hữu nhà ở, còn ở Mỹ chỉ 66%. Có một câu nói vui đó là có ba loại nói dối, lời nói dối, lời nói dối và thống kê. Dựa theo báo cáo của các tổ chức hàng đầu như BBC, Brookings và Caret, tỷ lệ sở hữu nhà ở Việt Nam là 90%, thuộc mức cao nhất trên thế giới, nhưng đó chưa phải là mức cao nhất ở Romania ở Lào là 95%, trong khi đó Mỹ chỉ có tỷ lệ sở hữu là 66%, Pháp chỉ 65% và Đức chỉ 49%. Hàng loạt các tờ báo và chuyên gia bao gồm tiến sĩ đã sử dụng con số thống kê này nhưng ít ra chịu giải thích ý nghĩa của nó. Vậy thì tỷ lệ sở hữu nhà là gì? Nó được đo lường bằng cách như sau: lấy tổng số lượng căn nhà đang được sinh sống bởi chính người chủ chia cho tổng số lượng căn nhà đang có người sinh sống. Ví dụ Nước A có 100 căn nhà, trong đó 90 căn nhà có chủ đang sinh sống. Dựa theo công thức đó, tỷ lệ sở hữu là 90%. Nó không có nghĩa là 90% dân số đang sở hữu nhà, mà là 90% căn nhà đang có chính chủ sinh sống, 10% căn nhà còn lại đang được người khác thuê chính cái điều này đã dẫn đến nhiều hiểu lầm và sự lạm dụng của thống kê ở đất nước chúng ta cách để tính thì không thay đổi thống kê này được phản ánh bởi sổ hộ khẩu muốn có sổ hộ khẩu thì bạn phải có nhà đó là một thứ bất cứ công dân nào cũng phải sở hữu nếu muốn có giấy tờ tùy thân nếu không bạn là một người vô gia cư và không được tính bởi vì đa số người dân nằm trong sổ hộ khẩu trong mắt thống kê họ đang có nhà ở mặc dù chỉ có một người đứng ra đại diện sở hữu còn số người còn lại đang có nơi thường trú bạn đang sống trong một căn nhà nhưng không có nghĩa là đang đứng tên sở hữu nó sau đây là vài ví dụ gia đình bạn 5 người người cha đứng tên sổ hồng bốn người còn lại thì không nhưng vẫn được tính là căn nhà có chính chủ sinh sống bạn đang sống trong một căn phòng trọ 20 mươi mét vuông ở sài gòn nhưng bởi vì bạn có hộ khẩu ở quê nên vẫn được tính là có nhà ở bạn đang ở trọ nhà người thân và được nhập hộ khẩu để tiện đi lại. Tuy bạn không phải là chủ sở hữu căn nhà, nhưng theo thống kê, bạn nằm trong con số 90% sở hữu. Còn ở các nước phát triển, họ không có dùng sổ hộ khẩu. Con người di chuyển vì công việc nhiều hơn. Con cái 18 tuổi là ra ngoài tự lập. Đây là tỷ lệ người từ 18 đến 19 tuổi đang sống cùng gia đình. Ở Mỹ là 33%, ở Pháp 30%. Lý do là sau khi tốt nghiệp, họ dọn ra riêng nên không đứng tên nơi mình đang sinh sống. Khi đã ổn định cuộc sống với công việc lương cao, họ sẽ tự mua nhà. Đó là lúc họ đứng tên sở hữu và được tính theo thống kê. Đó mới là sở hữu thật sự. Nếu nói 90% dân số đang sở hữu nhà với một bạn nào đó ở Sài Gòn hay Hà Nội, họ sẽ rất là hoài nghi vì đa số các bạn trẻ vẫn đang ở trọ, ở với gia đình hoặc là thuê tạm. Khi giá chung cư bình quân gấp 50 lần thu nhập, khả năng sở hữu một nơi ở của riêng mình là điều không dễ. Tỷ lệ sở hữu nhà ở nước ta là 90% hay tỷ lệ sở hữu nhà ở Mỹ là 66%, không có nhiều ý nghĩa. Nó chỉ là ngộ nhận thống kê tầm 264 triệu người Mỹ đang sở hữu một căn nhà thứ hai. Bởi vì họ không sống ở đó nên các căn đó không được tính là chính chủ. Nhưng nó cũng có nghĩa là họ giàu có hơn bởi vì đang có tài sản đầu tư. Lào là nước có tỷ lệ sở hữu nhà 95%. Nhưng đó là vì kinh tế họ chưa phát triển nên người dân phải ở một chỗ. Nó không có nghĩa là Lào giàu có hơn Mỹ. Tỷ lệ sở hữu nhà tầm 60% ở các nước Mỹ-Âu còn có nghĩa là họ đang có số lượng nhà cho thuê nhiều hơn. Người dân ở những nước đó thuê nhà bởi vì nó rẻ và nó tiện hơn nó cho thấy kinh tế của họ năng động hơn đó có thể là một người nhập cư đang thuê trong khi đang tìm cơ hội hay một du học sinh đang ở ghép để tiết kiệm thống kê chỉ là con số nó không biết nói dối nhưng người sử dụng thống kê thì chưa chắc cho nên đừng để con số thống kê đánh lừa bạn nội dung trên chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả nếu có sai mong các bạn chỉ ra để mình học hỏi cảm ơn các bạn đã theo dõi mình